Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Bích Ngọc với dị truyện Hãi Hùng kể về ba bố con trong một biệt thự giàu có là ông Khanh cùng với hai đứa con là chị Oanh và cậu em trai tên Tâm. Những bí mật, tình yêu thương của người cha sẽ được lột tả trong dị truyện rất hay này. Hẻm Chuyện Ma xin giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. vì đã bắt đầu vào khoảng thời gian lập đông của năm, nhưng nắng vẫn còn cay gắt lắm. Từng tia nắng như muốn thiêu rụi bất cứ thứ gì dám ra thách thức nó. Trong cái tiết trời oi bức này, đến người lớn cũng còn không chịu được. Chứ đừng nói là đến một đứa trẻ như thằng Cú Tâm. Thằng bé năm nay mới tròn 10 tuổi, nó sống trong một căn biệt thự cùng với ba và người chị gái. Không biết mẹ nó đâu cả, cũng chưa một lần nghe ông Khanh, ba của nó nhắc qua. Còn oanh chị gái của Tâm Con bé hơn em trai của mình 5 tuổi cách tuổi cũng có thể gọi là bắt đầu lớn Đối với một đứa con gái rồi Hơn 5 giờ chiều Mặt trời thì vẫn cứ nắng trang trang Không có dấu hiệu của việc hạ nhiệt Tâm và anh Đang ngồi ở dưới gốc cây si lớn Trong sân nhà để chơi đùa Tiếng kêu quen thuộc cũng đã vang lên Làm cho cả hai đứa trẻ đồng thanh reo lên a à, ba về Dứt câu một chiếc xe hơi màu trắng từ từ tiến vào cánh cổng nhà to lớn từ trên chiếc xe một người đàn ông trung niên cao ráo bước xuống đó không ai khác chính là ông khanh ông đưa mắt nhìn về phía hai đứa con của mình rồi gật đầu một cái thằng tâm thì nhanh nhẩu đá quả banh về phía ba của nó rồi gọi với theo ba ơi ba đá banh với con nhé ông khanh thì đưa chân chặn quả banh lại rồi lắc đầu uh, không được con chơi với chị hai đi ba bận mất rồi Nói dứt câu thì ông Khanh đi thẳng vào bên trong, thậm chí không còn thèm đá ngược quả bóng lại chỗ con trai. Thằng Tâm thấy vậy thì mặt xị xuống. Ba, ba không chơi với con nữa hay sao? Oanh thấy vậy thì vội vàng chạy lại chỗ của em trai, đưa tay xoa đầu nó. Ừ, thôi, Tâm ngoan, chắc là ba mệt đấy, ba mới đi làm về mà. Không, cả tuần nay ba có thèm chơi với em đâu. Ba, ba hết thương em rồi oanh nghe em nói xong thì cũng đã khựng lại bởi thằng tâm nói đúng gần một tuần nay ông khanh cư xử rất là lạ ông không có hòa đồng vui vẻ với các con như trước nữa hai đứa trẻ thì đi học về thì người đón cũng là bà giúp việc mà thôi ông khanh cứ đi làm như vậy thôi về đến nhà là ông lao ngay vào trong phòng đọc sách của mình rồi cứ ngồi thử ở đó việc ăn uống của ông cũng thất thường lắm có khi một ngày ông chỉ ăn có một lần và hầu hết là đều vào lúc tối muộn nói về ông Khanh. Vừa bước vào trong phòng thì ông đã mệt mỏi nằm vật ra giường. Hai mắt của ông nhắm lại rồi lắc đầu một cách ngao ngán. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại cũng đã vang lên. Ông Khanh đưa mắt nhìn cái tên đang hiện ra ở trên màn hình. Và cái tên này càng khiến cho cái gương mặt của ông bí xị thêm một phần nữa vì mệt mỏi hơn. Alo. Ông Khanh lên tiếng. Không biết ở đầu dây bên kia người ta đã nói gì nhưng hai con mắt của ông bắt đầu nhướn lên trừng trừng cái gì cậu nói cái gì bị treo nữa sao trời ơi ông không đợi cho người bên kia nói gì thêm mà ngay lập tức dùng sức ném mạnh chiếc điện thoại vào tường một tiếng động khô khốc vang lên chiếc điện thoại tội nghiệp kia đã bị vỡ ra làm hai mảnh tâm do sự bực tức đến cùng cực này chính là lại thêm một dự án bất động sản nữa của ông đã bị treo vô thời hạn và đây cũng là cái thứ năm ở trong tháng. Không biết bao nhiêu tiền của ông cũng đã bị mất đi. Mỗi lần nghe tiếng điện thoại là ông Khanh lại thấy như một cực hình vậy. Giờ đây, ông lại tiếp tục nằm ra giường, miệng thì lầm bầm. Ông trời ơi, lẽ nào ông định dồn tôi tới bước đường cùng hay sao? Dối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ông Khanh tiếp tục thiếp đi lúc nào không hay. Hơn 9 giờ tối, thì ông Khanh mới bắt đầu tỉnh dậy. Ông đưa cái thân người ủi oải của mình dậy, leo xuống giường rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Bên ngoài trời lúc này tối om, không có một ngọn đèn nào được bật lên. Tách một tiếng, ông Khanh đưa tay với lấy cái công tắc. Ánh sáng từ mấy ngọn đèn phát ra làm cho sáng bừng cả căn phòng khách sang trọng. Ông đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Ôi, giờ này chắc mấy đứa nó ngủ rồi. Ông Khanh lại đưa mắt nhìn, căn phòng của người giúp việc ở ngay dưới chân cầu thang đã đóng im lìm không có còn đèn đóm gì chiếu ra bên trong nữa. Cái bà tám này, làm gì mà ngủ sớm thế không biết. Ông Khanh lọ mọ đi xuống dưới nhà bếp kiếm đồ ăn. Xong xuôi, ông lại quay trở về phòng của mình. Vừa đi, ông vừa suy nghĩ. Cái cuộc sống hiện giờ của mình, thật có khác gì là một hồn ma vất vưởng cơ chứ. Về tới phòng, ông Khanh không có ngủ nữa mà lôi bao thuốc lá ra bắt đầu hút. Từng điếu thuốc đã được châm lên không biết ông đã hút bao nhiêu, chỉ thấy căn phòng trong một thời gian ngắn ngủi mà khói thuốc đã bao trọn mọi thứ như là một màn sương mỏng vậy. Sáng ngày hôm sau, ông Khanh chuẩn bị để đi đến công ty thì nghe thấy tiếng chuông cửa réo liên hồi. Bà Tám ơi, xem ai bấm chuông như vậy chứ. Ông Khanh gọi với người giúp việc nhưng không có ai trả lời cả. Quái lạ, bà ấy đi chợ rồi hay sao? Ông Khanh lào bào. Ở bên ngoài, tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên liên hồi. Sẵn cơn mệt mỏi ở trong người, ông Khanh phát cáo. Đây, 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 ra liền đây. Gì mà hối lắm như vậy thế không biết. Ông hùng hồ bước ra bên ngoài, với cái suy nghĩ chắc chắn là một người nhân viên thu tiền điện nước gì đó mà thôi. Nhưng không, khi mở cánh cửa ra thì ông đã ngỡ ngàng mà phải thốt lên. Má! Người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước mặt của ông không ai khác, chính là bà Hà, mẹ ruột của ông. Bà nhau mắt nhìn cậu con trai rồi nói ngay. Đang định đi đánh nhau hay sao? Mà cái mặt mày đỏ tưng bừng thế kìa con. Ờ, dạ con, con, ờ, uh. ông Khanh ấp úng. Sao má lên mà không nói cho con biết vậy ạ? À? Bà Hà lắc đầu. Ôi, nói thì làm được cái gì chứ. Mà con nói cũng có được cái gì đâu. Từ tối qua tới giờ gọi cho mày cả chục cuộc thì đều thuê bao cả ông khanh sực nhớ tới cái điện thoại của mình thứ mà ông đã đập vỡ tối ngày hôm qua thế là ông đã đưa tay lên gãi gãi đầu ờ dạ dạ nó nó bị hư rồi ạ thôi má vào trong nhà đi chứ không kẻo nắng ạ bà hà gật gù rồi bước vào bên trong vô tới nơi bà đưa mắt nhìn quanh một lượt hai đứa nhỏ cháu của tao đầu rồi ông khanh lắc đầu dạ con con không biết ờ à, chắc là tụi nó đi học rồi ạ Dường như đã quá ngỡ ngàng với câu trả lời của con trai, bà Hà đã thốt lên ngay. Mày nói như vậy mà cũng được hay sao à con? Con của mày nó mới có mấy tuổi mà lại không biết chúng nó ở đâu? Có ngày nhỡ bị bắt cóc thì đừng có mà than trời con nhé. Ở má này, má cứ nói gở không à? Do con dạo này gặp trục trặc trong công việc nên không có thời gian mà thôi. Với lại có bà tám giúp việc rồi, bà ấy lo được mà má bà hà tất nhiên là không có hài lòng với câu trả lời này của cậu con trai rồi bà nhăn nhó mày mày có phải là ba của nó không vậy con xuân nó bỏ đi vì hai vợ chồng không có hợp nhau đã đành đằng này mày lại không chăm lo cho hai đứa con nữa lúc trước tao trách con xuân nhưng giờ đây thì tao nghĩ nó bỏ đi là đúng đấy má đừng có nhắc tới cái chuyện con đàn bà phản bội ấy nữa cái thứ đàn bà chó má cái thứ ô hợp nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần không được đúng lắm nên bà hà đã vội dịu giọng lại ngay thôi 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 không có nhắc chuyện cũ nữa còn con dạo này làm ăn ra sao nào bà hà nói xong thì giống như là chạm vào chỗ ngứa của ông khanh vậy nếu như bình thường thì ông sẽ không có nói gì cả nhưng giờ đây có lẽ là sự ức chế đã dồn nén trong con người của ông khá lâu rồi nên giờ chúng đã được dịp mà bung ra cho hết nghe xong những câu chuyện của con trai bà hà lắc đầu trời đất sao mà lại thành ra như thế này hả con ông khanh thì lắc đầu ừ, con con không biết nữa nhưng hiện tại thì công ty thậm chí có nguy cơ phá sản luôn đó ạ à? trời ơi bà hà thốt lên nhưng rồi cặp mắt của bà nhã nhanh chóng sáng lên một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khanh con sắp xếp công việc đi ngày mai mẹ dẫn con đi đến nơi này đi đâu ạ à? Ông Khanh vừa đưa tay rót ly nước trà, vừa nhíu mày rồi thắc mắc: "Đi xem vận hạn cho con." Câu nói của bà Hà thốt lên làm cho ông Khanh phì cười. "Trời đất, bói toán vận hạn gì nữa chứ hả má? Chuyện thất bại trong làm ăn thì có thể là nhờ thầy bói giúp được, ắt hẳn trên thế gian này thì làm gì có kẻ nghèo, người giàu đâu hả má?" Bà Hà nghe thế vậy thì cáu lên: "Mày, mày nghe má đi con. Từ trước tới giờ má luôn tin vào thế giới tâm linh. Con người ta làm gì cũng cần phải dựa vào nó để mà điều chỉnh, cư xử cho đúng hết, đúng mực. Hơn nữa, theo như lời của con kể, thì má thấy con đang gặp vẫn xui rồi đấy. Không nhanh chóng giải hạn đi, thì khéo không có được lui đâu. Ông Khanh định cãi lời của bà Hà, nhưng rồi đã đột nhiên ông khựng lại, rồi ngẫm nghĩ. Từ lúc ra ngoài lập nghiệp tới giờ, quả thực là mình chưa bao giờ dựa vào tâm linh cả nhưng làm trong nghề địa ốc này thực sự là không thể thiếu những cảnh cúng kiếng cho mấy người đồng nghiệp hay là đối tác của công ty và lại trông thái độ của má thì nếu như không chịu đi nhất định sẽ không được yên ổn đâu thôi thì nghe theo thử vậy có mất cái gì đâu nghĩ như vậy xong thế nên ông Khánh cũng đã nhanh chóng gật đầu dạ má nếu má nói như vậy thì con xin nghe đi xem vận hạn của con xem nó ra làm sao vậy đấy như thế có phải tốt hơn không bà hà hớn hở nhưng mà chỗ nào mới đi được chứ cái này thì con cứ yên tâm ở dưới quê của mình đó hơn năm trước có một ông thầy bùa từ bên xiêm qua lập am để mà làm phép rút dân ở trong vùng ông ấy tài giỏi lắm đó con ạ à. không ai là không nói tốt cho ông ấy cả con cứ nghe theo má ông ấy coi cho con có phải là con đang gặp vận rủi hay không mà thôi ông khanh thở dài một tiếng rồi gật gù Dạ, mà tính sao thì con nghe vậy ạ. À? Thế là ngay sáng ngày hôm sau, ông Khanh đã chở mẹ mình về lại quê. Rồi từ đó, bà mới dẫn ông tới chỗ vị ông thầy bùa kia. Nơi ở của ông ta là một cái am nhỏ, nhưng trông khá là tươm tất và sạch sẽ. Ở bên ngoài, một đám người đang ngồi kín cả hai hàng ghế chờ đợi. Ông Khanh đưa mắt quét qua quan sát một lượt. Nhưng trong cái đám ấy, có người ăn mặc sang trọng, cho đến cả những người tay vẫn còn đang dính đầy bùn đất ở trên người nếu như đông người đến như thế này thì chắc chắn là ông thầy này cũng không phải là dạng vừa hay lừa đảo gì rồi để xem thử xem sao ông khanh tiếp tục nghĩ thầm nhưng còn bà hà thì khác bà dường như không lạ gì so với sự đông đúc này bà đưa tay kéo con trai mình qua một góc rồi nói qua đây ngồi đợi đi con hai mẹ con ngồi đợi từ trưa cho đến tận chiều thì mới tới lượt mình nhưng cũng không vì thế mà đống người ở trước vơi đi ông khanh nhìn đám người đến sau mình mà ước tính chắc họ phải đợi đến tận tối khuya thậm chí là ngày mai mới tới lượt coi mất bà hà chỉ tay vào bên trong cánh cửa rồi nói vô đi con cái này chỉ được một người vào thôi còn lại người già không có được theo ông khanh gật gù sau đó bước thẳng vào bên trong hơn một đồng hồ giờ sau thì ông khanh cũng đã bước ra ngoài với ánh mắt tò mò của bà hà bà đã vội hỏi ngay khanh sao rồi hả con ông khanh lắc đầu không sao hết má ạ ông ấy nói con không có việc gì hết thôi mình đi về thôi ạ kỳ lạ sao sao lại như vậy được chứ hay là để mai má dẫn qua chỗ khác coi thử coi sao con nhé không không cần đâu ạ mình về thôi con chở má về nhà rồi quay trở lại lên trên ấy công ty đang có việc ạ nói rồi ông khánh bỏ đi ra xe sau đó mặc cho bà Hà thuyết phục có như thế nào đi chăng nữa, thì ông Khanh cũng cứ một mực quay trở lại thành phố. Chị Hai ơi! Chị Hai! Tiếng gọi của thằng Tâm làm cho anh giật mình. Con bé buông cuốn truyện tranh đang đọc dở xuống dưới giường rồi quay sang. Có chuyện gì đó hả em? Tâm bước vào, đưa mắt nhìn chị mình rồi lẩm nhẩm Chị, chị nấu gì em ăn đi, em đói quá oanh gật gù ờ để chị nấu cho cô bé xuống dưới bếp rồi lọ mọ bắt đầu đun nước sôi để nấu mì tôm chỉ một nhoáng sau nồi mì tôm nóng hổi cũng đã bốc khói nghi ngút được đặt ra giữa bàn oanh còn lấy thêm hai hộp nước cam ép từ trong tủ lạnh ra bên ngoài hai chị em ăn được một lúc thì thằng tâm cũng đã lên tiếng bà tám đi đâu lâu quá vậy hả chị hai oanh vừa húp mì vừa lắc đầu trả lời chị không biết mà nghe ba chị nói là bà tám xin nghỉ việc luôn rồi ấy thế à tự nhiên lại nghỉ em có nghe thấy bà ấy nói cái gì đâu chị cũng vậy nhưng mà ba nói là sẽ nhanh chóng tìm một người giúp việc khác tâm gật gù cái chén mì tôm được nó xử lý một cách nhanh gọn lắm à chị ơi sao nữa lúc nãy em em có nghe thấy tiếng gì đó ở trong phòng đọc sách của ba vậy nghe tâm nói oanh nhíu mày tiếng gì ba đi làm rồi cơ mà sao có ai ở trong đó được chứ em không biết nhưng mà nó bị khóa mất rồi mở ra không có được tâm hồn nhiên nói à chắc là chuột đó em ạ à. oanh sực nhớ đến lời của bà tám hay nhắc nhở nếu trong nhà có chuột thì phải đuổi chúng đi chứ không thì chúng sẽ đẻ ra rồi phá hoại tâm phụ họa theo luôn nó dừng việc ăn lại đề nghị với oanh chúng mình qua đó xem có chuyện gì đi chị chịu anh nhé oanh nuốt khỏi cổ những giọt nước cam cuối cùng rồi bóp dẹt chiếc hộp ở trong tay không được có chìa khóa đâu xem chứ thôi đợi ba về rồi mình nói ba sẽ kiểm tra dạ vâng ạ thế là hai đứa trẻ tiếp tục ăn bữa ăn của mình cho đến chiều thì ông khanh cũng đã quay trở về ông vào bếp nấu đồ ăn cho chúng nó mà gọi là nấu cũng không hẳn bởi ông đã mua số đồ ăn nấu sẵn ở trong nhà hàng rồi bây giờ thì chỉ việc hâm lại cho nóng vậy là sao ba ba con ngồi ở bên mâm cơm thằng cu tâm thì đã liền nói ba ơi ba trong phòng đọc sách của ba có con gì ấy ạ à? ông khanh lập tức khựng lại nhíu mày cái gì con con nói gì đó hả tâm con bé oanh lúc này thì mới chen vào dạ không có gì đâu ba chắc là do con chuột đó em nó nghe thấy tiếng rột rột ở bên trong nhưng do đóng cửa cho nên là không được tới gần phòng đó không được không là không oanh chưa nói hết câu thì ông khanh đã chen ngay vào câu ngắt ngang của ông đã làm cho con bé giật mình sau đó nhận ra mình có phần hơi lớn tiếng cho nên ông cũng đã liền hạ giọng ngay thôi hai đứa ăn đi rồi lên phòng ngủ ba đi tắm cái đã nói rồi ông đứng dậy bỏ đi thẳng lên trên lầu hai chị em cũng không có nói thêm gì nữa chỉ nhìn nhau chúng nó ăn xong thì liền nhanh chóng về phòng của mình hơn 9 giờ tối, thằng Tâm vẫn cứ chằn chọc lắm. Nó quay qua, quay lại liên tục. Trông thấy thế thì oanh mới hỏi. Sao đó hả Tâm? Sao không ngủ đi em? Tâm lắc đầu. Em... em muốn xuống xem ba làm việc. Căn phòng của ba rõ ràng là có chuột mà. Mấy con chuột đó em ghét lắm. Ừ, cái này thì... Oanh ngẫm nghĩ một lúc. Oanh cũng biết rằng chúng nó không nên làm phiền ba lúc khi ông đang làm việc. Nhưng cái bản tính tò mò cũng đã thắng nổi lý trí của nó. Anh quyết định. Ờ, vậy cũng được. Đi xuống sẵn tiện ngày mai, chị xin ba cho đi chơi với lớp luôn. Oanh mở cánh cửa ra và hai chị em bước xuống cầu thang hẹp. Tâm gọi lớn với một cái giọng sôi nổi. Ba ơi, ba, tụi con có thể xuống xem ba làm việc được không? Hai đứa xuống được nửa bậc thang thì thình lình ông Khanh cũng đã xuất hiện ngay trước mặt. Ông nhìn hai đứa con bằng một cái ánh mắt giận dữ làn da của ông lúc này thì đã đỏ bừng bừng lên như là một người vừa mới uống rượu xong ông đang nắm chặt bàn tay và mặt của chúng nó thấy rõ những cái giọt máu đỏ tươi đang rớt xuống chiếc áo trắng của ông tao đã cấm chúng mày không được bước xuống cái gian phòng này rồi cơ mà ông hét lên bằng một cái giọng thật là khủng khiếp mà oanh và tâm chưa nghe ông nói với chúng bao giờ cả hai chị em lùi lại ngạc nhiên vì thấy ba của mình la hét như vậy người ba mà từ trước đến nay đã rất dịu dàng với chúng nó. Tóc cấm chúng mày không được bước xuống đây, nghe rõ chưa? Ông khanh lập lại lời nói lúc nãy trong khi vẫn nắm giữ bàn tay bị thương. Tóc cảnh cáo chúng mày, tốt hơn hết là đừng có bao giờ vào đây nữa. Nói xong thì hai đứa trẻ sợ xanh mặt, chúng vội vàng quay ngược về phòng của mình. Lên tới nơi, cả hai òa lên khóc rồi ôm chầm lấy nhau. vậy là đã hai tuần lễ trôi qua kể từ ngày ông khanh cấm hai đứa con của mình bước xuống căn phòng đọc sách ở dưới tầng nhà bắt đầu ngày ấy hai đứa không bao giờ dám bước mạnh mỗi khi đi ngang qua cánh cửa dẫn xuống tầng dưới sợ ông nhớ chuyện cũ rồi lại nổi cơn lôi đình nhưng suốt trong hai tuần ấy ông ít nói chuyện hơn với chúng chỉ là thỉnh thoảng chào hỏi qua loa buổi sáng sớm thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ nếu tình cờ ông và chúng có chạm mặt nhau Hôm nay, ông Khanh có việc phải đi công tác xa. Phải hai ngày nữa thì mới trở về nhà. Hai chị em Oanh ở trong nhà hoài cũng chán. Cho nên Oanh đã rủ một người bạn trong lớp mình qua. Cô bé này tên là Kim. Tiếng chuông cửa đã vang lên. Oanh biết ngay là bạn của mình đã tới. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt của anh là một cô gái xinh xắn trong một bộ váy màu hồng. Trên đầu của cô là một cái băng đô, cũng màu hồng nốt. Trời đất, Kim, hôm nay mày sinh dữ vậy kim cười tươi rồi nói hai má ửng hồng vì ngượng mày cứ nói thế tao mới mua được bộ đầy đấy ờ à, thôi vào trong nhà đi oanh mở rộng cửa ra cho bạn mình bước vào vốn đây là lần đầu tiên mà kim được ghé vào nhà oanh chơi cho nên cái cảm giác của cô là bỡ ngỡ lắm nhìn thấy thứ gì cũng phải trầm trồ không ngớt lời ca ngợi còn oanh và thằng tâm thì cũng không có ngần ngại mà dẫn cô bé đi tham quan khắp cả căn nhà một lượt. Cái này là phòng gì thế? Kim vừa nói đưa tay chỉ vào căn phòng ở trong góc nhà tầng dưới. Cái này... Hiệp, làm gì mà ấp úng như là kho chứa vàng vậy à mày? Kim châm chọc. Ờ không, không phải. Cái này là phòng đọc sách của ba tao. Nhưng mà không được vào đâu đấy. Ba tao không cho, ông ấy cũng khóa nó lại rồi. Kim thì lắc đầu mày lừa tao chứ gì nếu là phòng đọc sách thì việc gì mà không cho vào chứ hơn nữa nó làm gì có khóa cái gì không khóa ư oanh thốt lên cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa kia và quả thật nó không có được khóa cái ổ to tướng vẫn thường thấy được gắn ở trên thì giờ đây đã không còn thấy đâu nữa thấy chưa tao đã bảo mày rồi mày định lừa tao chứ gì để tao vào thử coi xem có quyển sách nào hay ho không kim vừa nói vừa bước thẳng tới chỗ cánh cửa kia lúc này thì oanh đã định giơ tay cản bạn mình lại nhưng không hiểu sao cô lại không làm như thế bởi cái sự tò mò cũng đã chiếm hết tâm trí của oanh rồi cô đưa mắt nhìn xuống thằng tâm nó không có nói gì nhưng qua cái ánh mắt thì đủ biết thằng bé cũng muốn vào xem bên trong thực ra có cái gì đi đi thôi oanh vừa nói vừa kéo thằng cu em tâm đi theo ba người vô tới nơi đèn bên trong phòng đã được bật im từ trước Wow, nhiều sách quá Kim trầm trồ lên tiếng Oanh và Tâm thì đưa mắt nhìn hết một lượt Thế mà giấu tao Hay trong này có nhiều chuyện tranh Không không có Anh ấp úng Nhưng mà đừng có động vào thứ gì đấy nhá Rồi tao biết rồi Trong khi Kim say mê nhìn những hàng sách Đã được xếp dày đặc ở trên mấy cái giá Thì hai chị em Oanh cũng chăm chú quan sát Căn phòng sách này hết sức bình thường cơ mà Vậy thì sao ông Khanh lại không cho hai chị em cô bước vào bên trong cơ chứ cái gì thế này những suy nghĩ của oanh đã nhanh chóng đã bị cắt đứt đi bởi kim cô vừa nói vừa chỉ tay vào trong góc phòng là một cái cây đúng nằm ở đó là một cái chậu cây khá lớn oanh nhíu mày lẩm bẩm cái cây này trước đây không có nghĩ rằng ông khanh mới trồng nó gần đây cho nên oanh cũng không có chú ý lắm cô tiếp tục quan sát căn phòng hai người lại đây xem thêm một lần nữa câu nói của kim đã làm cho oanh và thằng tâm giật mình thế rồi hai đứa nhanh chóng bước tới chỗ của cô ôi thích quá tụi bây thử sờ cái này đi này kim vừa nói vừa đưa tay của mình lên thấy bạn đang vuốt ve một chiếc lá trên cái cây kia nó dẹp và khá lớn và có hình dạng của một giọt nước mắt oanh ngăn lại kim đã bảo là không được sờ mó vào cái gì cơ mà tao biết tao biết nhưng mày thử đặt bàn tay lên đây thử xem đi một tí thôi oanh miễn cưỡng nghe theo lời của bạn và đúng là cái lá này nó rất khác với những chiếc lá bình thường hơn nữa loại cây này cũng là lần đầu tiên mà oanh đã trông thấy thằng tâm vội hỏi cây này là cây gì thế hả chị hai ờ chị chị cũng không biết oanh lắc đầu đáp lại thằng tâm và rồi đột nhiên tâm cởi chiếc áo trên người ra quăng xuống sàn và rên rỉ nóng quá nóng không chịu nổi bỗng đôi mắt của tâm mở căng ra nó như bất động vì khám phá ra một điều bất ngờ nào đó Tâm gọi Này, này Oanh tiến nhanh về phía của Tâm Chuyện gì vậy hả em Tâm trỏ thẳng vào cái gốc cây rồi nói Cái này này Nó thở Trời đất <laughs> Hai chị em tụi mày Hết con chị không cho tao vào Rồi giờ thì tới thằng em Định hù dọa tao hay sao Kim cười to Nhưng Oanh thì vẫn im lặng Bởi cô bé cũng đang nghe thấy tiếng thở ấy nó nắm chặt vai em và lắng tay nghe đúng rồi oanh nghe thấy có một tiếng gì đó như một nhịp thở phát ra từ gốc của cây ấy nhìn thấy cái dáng vẻ kinh ngạc của chị em oanh kim đã hỏi tụi bây có chuyện gì vậy tâm nói không sai cái cây nó đang thở thật đấy kim ạ à. oanh khẽ trả lời bạn vừa lắng nghe cái âm thanh đều đặn nhịp nhàng kia kim đảo mắt nhìn quanh có lẽ là cái cây đó bị cảm cúm hay là bị nghẹt mũi có phải không Nói xong thì Kim cười một cách thích thú với câu nói châm biếm của mình. Nhưng chị em anh thì không thể hưởng ứng được. Kim lại gần hai đứa kia hơn. Đâu? Tao có nghe thấy cái gì cả đâu. Cả ba lắng tay nghe, im lặng hoàn toàn. Anh nói. Nó đã ngưng rồi. Kim cư nữ. Thôi, đủ rồi. Tụi bây đừng có bày trò hòng khiến cho tao sợ hãi nữa. Lúc này tâm chĩa ngón trò của mình nhìn thẳm hướng của gốc cây mà chỉ tới nó định thử xem cái gốc cây này có thực sự là cái thứ gì. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, Kim và Anh đã liền nghe thấy tiếng hét của Tâm, hét lên thất thành. Khi tay của nó chạm vào chậu cây, đôi mắt của nó mở to một cách vì kinh ngạc. Cả người của nó thì bắt đầu run lên, chiếc đầu lắc qua lắc lại thật mạnh. Hai tròng mắt thì đào lên liên hồi, toàn thân của nó càng lúc càng dao động thật nhanh và dữ dội. Cứu em với, cứu em, em, em không thể nào ngừng lại được tâm dãy tê tê như là một luồng điện mạnh đang luân chuyển khắp thân thể của mình miệng của nó vẫn cứ la hét không ngừng làm ơn làm ơn cứu em chị oanh ơi sự kiện đột ngột xảy ra khiến oanh và kim kinh hoàng tột độ chỉ biết đứng sững người nhìn tâm trong cái tình trạng ấy nhưng chỉ vài tích tắc sau đó oanh là người đầu tiên bừng tỉnh cô bé nhào đến tâm định kéo em ra khỏi cái cây kỳ quái kia thì kim đắt thoảng thốt kêu lên oanh đừng Đừng có đụng vào người của Tâm Anh hét Nhưng phải làm cái gì cho nó chứ Bỗng chợt chúng nó nhận ra thằng Tâm Đã hết run người Và thằng Tâm đang cười Nét kinh hoàng trên mặt của anh lúc bấy giờ Cũng đã đổi thành vẻ kinh ngạc Anh nhìn em của mình với ánh mắt dò xét Lúc ấy Tâm đang đứng dựa vào thành cửa kính Nhăn răng ra cười Nó trỏ vào hai đứa kia cười lớn <cười> Khoái quá Em đã gạt được hai chị rồi Oanh mắng Tâm, Chuyện này không thể để đem ra làm trò đùa như vậy được đâu nhé. Mặt của Kim thì vẫn còn tái xanh, môi dưới thì vẫn chưa hết run, nó bực dọc hét Thằng Tâm giả vờ đó hả? À? Tao không thể tin là mày lại làm được việc đó đấy. Rồi hai đứa con gái nhảy sổ lại, đè Tâm xuống đất. Oanh thì ngồi lên người của em trong khi Kim thì giữ chặt hai vai của nó. Tâm vẫn không ngớt cười to và lập đi lặp lại. Trời ơi, em thắng hai người rồi nhá. Ờ, hai người đã thua em đấy. Oanh thì cù lét vào nách của nó và bụng tâm thật mạnh để cho nó ngưng nói. Còn Kim thì vừa thụi vào vai tâm vừa mắng. Cho chừa cái tật láo cá này. Này thì láo cá này. Hoạt cảnh hỗn loạn đó đột nhiên ngưng lại vì một tiếng riêng rỉ phát ra từ cuối căn phòng. Cả ba ngẩng đầu lên nhìn theo cái hướng đó. Im lặng bao trùm khắp nơi. Người ta chỉ còn nghe được nhịp thở của ba đứa chúng nó mà thôi. Kim thầm thì. Cái gì vậy? Ba đứa vảnh tay lên nghe ngóng và chúng nó lại nghe thấy một tiếng rên khác một tiếng rên yếu ớt buồn bã nghẹn ngào hay nói đúng hơn là cái âm thanh này phát ra từ đúng ngay cái chỗ gốc cây bí ẩn kìa cái cái cây cái cây cây, cây cây cỏ thì làm sao mà có thể khóc được có thể than thở được lại có thể rên lên như vậy chứ tụi mình phải ra khỏi đây ngay đi oanh nói với cái sự sợ hãi hiện rõ ở trên khuôn mặt của mình chắc chắn rồi tao nổi ra gà cả người rồi đây này kim vừa nói vừa bước theo hai chị em tâm nhưng mắt thì vẫn không thể rời khỏi những cái cành cây đang cử động và than thở kia oanh đi thụt lùi về phía hướng cầu thang theo kim và tâm oanh mày về hỏi ba mày thử xem cái cây đó là cái cây gì vậy kim thều thào nói tao chắc chắn rằng ba tao cũng sẽ không giải thích được mọi việc xảy ra ở đây đâu có khi còn cho một trận nữa ấy chứ kim cằn nhằn ba tụi bây thật là quái đản đấy tâm binh vực ba mình chị kim nói như vậy là sai ba em đang thực hiện một công trình quan trọng bí mật mà thôi cả ba đứa chen nhau trên các bậc thang chạy hụt hơi lên trên tầng trên khi lên đến nơi thì tâm không quên cẩn thận đóng cánh cửa lại thật chặt đầu óc của kim vẫn còn căng thẳng ngón tay thì cứ xoắn lấy cái lọn tóc dài của nó và miệng thì cứ không ngớt nói thật là kỳ quái kỳ quái hết sức à sau khi đã thở lại được bình thường, anh nói với hai đứa kia. Bà Tào đã cảnh cáo không cho chúng ta xuống dưới đó. Chắc chắn là vì ba biết chúng ta sẽ kinh sợ đến chết người vì không có hiểu gì cả. Kim từ giã bạn. Thôi tao đi về đây. Không quan tâm cái cây đó là thứ gì nữa. À, còn anh, mày có còn muốn tụi mình làm toán chung nữa hay không? Sao lại không? Vậy hẹn gặp mày tối mai nhé, ở nhà tao. Ờ, thế là kim bỏ đi ra về một hơi oanh quay lại hỏi tâm cánh cửa phòng đọc sách đã đóng cẩn thận lại rồi chứ hả tâm em đã đóng rồi chị yên tâm chắc chắn ba sẽ không biết chuyện chúng ta vừa nói tâm vừa liếc nhìn cánh cửa một lần chót nhưng nó chưa nói hết câu nào thì đã ngưng lại miệng thì há to mà không phát ra được một âm thanh nào cả khuôn mặt của nó càng lúc càng tái xanh đi chết rồi cái áo của em Tâm đấm lên lồng ngực trần của nó, buông tiếng than. Em còn để nó ở dưới đấy. Tâm quính quáng. Em phải đi xuống đem nó lên đây. Nếu không thì bà sẽ biết mất. Nhưng cùng lúc đó, tiếng cổng bên ngoài cũng đã được mở cửa ra. Qua cái cánh cửa sổ, anh nhận ra ông Khanh cũng đã quay trở về. Ủa, sao ba lại về rồi? Không phải là ngày mai ba mới về hay sao? Em đi đây, em phải lấy lại cái áo của mình. Oanh ngắt lời của em. Không có kịp nữa rồi xe của ba cũng đã gần vào tới trước cửa nhà. Tâm để tay lên nắm cửa quả quyết trả lời. Phải mất cả 5 phút ba mới vào đây được. Em chạy nhanh xuống và trở lên tức khắc. Không được. Oanh thì lính quính, đứng ngay chính giữa cái đoạn hành lang hẹp nối liền cửa ra vào và cửa xuống tầng dưới. Oanh nhìn ra bên ngoài bảo em. Bà đã đậu xe xong rồi, Ba đang bước xuống xe kìa, Tâm. Tâm thì đau khổ than. Thế thì em sẽ không giấu được ba, ba sẽ biết hết chuyện đấy. Vậy thì sao? Bộ chị không nhớ có lần ba đã nổi cơn nôi đình thịnh lộ với cả chị em mình hay sao? Dĩ nhiên là chị không quên. Nhưng chẳng lẽ ba lại giết chúng ta chỉ vì chúng ta lỡ tò mò nhìn được cái cây của ba hay sao? Ba đang nói, bỗng dưng anh đã ngừng lại. Cô bé tiến lại gần cửa ra vào hơn một chút. Tâm, chờ đấy. Có chuyện gì vậy à chị? Oanh quay lại xua thằng Tâm bằng hai tay. Nhanh lên, xuống dưới đó nhanh lên. Ông Hà Hàng xóm của mình đang trận ba lại hỏi chuyện cái kia. Buông một tiếng kêu vui mừng, Tâm mở toang cánh cửa tầng dưới và biến đi trong nháy mắt. Oanh nghe thấy tiếng chân của Tâm phóng thình thịch ở trên các bậc cầu thang, sau đó oanh nghe tiếng bước chân hối hả của em ở trong phòng làm việc của ba chúng nó. Oanh đứng sát cửa ra vào để theo dõi ba nó, ông Khanh vừa nói chuyện với ông Hà, vừa lấy tay che mắt để tránh ánh nắng mặt trời. Oanh sốt ruột nghĩ thầm, nhanh lên Tâm ơi. Bà có bao giờ thích la cà nói chuyện với hàng xóm lâu đâu. Lần này chắc là lại ông Hà muốn nhờ ba việc gì nữa đây. Ông Hà không được khéo tay như ba chúng nó, cho nên vẫn thường nhờ ông thầy sang nhà gắn máy này, sửa máy nọ cơ mà. Lúc ấy thì oanh thấy ông Khanh đang tươi cười và gật đầu và bắt tay từ giã ông Hà, rồi mỗi ông quay vào nhà của mình. Oanh hồi hộp than thầm. Tấm ơi, nhanh lên chứ, ba vào tới nơi rồi kìa. Trời ơi, chỉ có một việc nhặt chiếc áo và chạy lên nhà mà sao lâu quá vậy chứ, không thể nào một việc dễ dàng như thế mà lại phải tốn ngần ấy thời gian cả. Từ bên ngoài, ông Khanh đã nhìn thấy Oanh qua chấn song cửa ra vào, ông vẫy tay chào con gái, Oanh cũng chào lại rồi nhìn về hướng cánh cửa xuống dưới tầng, anh gọi, "Tâm ơi, Tâm, em đâu rồi?" Không có tiếng trả lời, không có một tiếng động nào được phát ra từ dưới đó, hoàn toàn không. Ông Khanh đứng lên ở bên ngoài, đang để mắt vào những cụm hoa hồng ở trên tường rào của ông. Oanh cất tiếng gọi thêm lần nữa. Tâm! Tâm! Lên ngay đi! Vẫn hoàn toàn im lặng. Ngoài kia, ông Khanh vẫn đang ngồi sụp xuống dưới sới đất quanh các gốc hoa hồng. May mắn là ông chưa bước vào nhà ngay. Một cảm giác lo sợ đến tột độ đã xâm chiếm đầu óc của anh ngay tại khoảnh khắc này. Nó không còn đường lựa chọn nào khác. Nó phải xuống dưới kia để xem chuyện gì đã giữ lấy tâm ở lại. Tâm nhảy một lúc hai chị của Tâm nhảy một lúc hai bậc thang chạy tuôn xuống dưới tầng dưới, chân vừa chạm đến nền của gạch men thì nó liền đi nhanh về hướng căn phòng đọc sách sáng choang với cái chậu cây kỳ lạ trong ấy. Dừng trước ngưỡng cửa phòng, Tâm nhận ra ngay chiếc áo của nó ở dưới sàn cách cái chậu cây kia khoảng chừng một bước. Cái cây này dường như đang nghiêng xuống gần chiếc áo trong khi những sợi dây leo dài loằng ngoằng thông thường thì treo lủng lẳng ở bên trên, bây giờ lại nằm cuộn tròn trên mặt đất quanh cái gốc cây. Tâm có vẻ do dự khi bước vào căn phòng ấy, nhưng rồi nó đã tự hỏi, tại sao mình lại sợ chứ nhỉ? Đây chỉ là một căn phòng thôi mà, còn cái cây kia, biết đâu nó chỉ là một giống cây lạ thì sao? Tâm đã tự mắng mình nhát như thỏ đế, nó bạo dạn bước vào hướng về chiếc áo nhăn nhúm của nó. Bỗng khoan đã, có một tiếng động đâu đây? tiếng động của một hơi thở, một nhịp thở bình thường, không mạnh lắm mà cũng không có yếu lắm. Lại nữa ư? Tâm nghe như là tiếng thở ấy phát ra từ cái cây kia. Cậu bé nhìn chăm chăm vào chiếc áo đang nằm ở dưới đất. Nó có thể chạy nhanh lại, chụp lấy cái áo và lao nhanh lên trên lầu. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đã ngăn tâm lại. Tâm bước thêm một bước, rồi một bước nữa. Bỗng tâm giật nảy mình. Tâm ơi, em thế nào rồi? Tâm nghe thấy tiếng của oanh gọi Nhưng tiếng gọi lại phát ra từ một nơi xa lắm Mặc dù Tâm biết Chị nó ở đây Ở ngay trên đầu cầu thang mà thôi Em không sao Tâm trả lời lớn Nhưng giọng nói thì lại như là một tiếng thì thầm Có lẽ là oanh chẳng nghe được gì cả Tâm tiếp tục bước tới chiếc áo Một bước rồi lại một bước nữa Bây giờ Tâm chỉ cách cái áo khoảng ba bước chân Chỉ cần Tâm nhào tới là có thể chụp lấy được ngay nhưng tiếng rên lúc này thì đã lại vang lên lần nữa và dường như nó rõ hơn to hơn và gần hơn tâm ơi nhanh lên em tâm nghe từ trên lầu oanh dục với một cái giọng bất an nó thì thầm trong tâm trí mình cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng không biết cái gì đã giữ chân mình lại như thế này tâm bước thêm hai bước nữa rồi ngồi xổm xuống hai tay đưa về phía trước cái áo gần như đã nằm trong tầm tay của tâm nhưng lại thêm một tiếng rên Rồi nhiều nhịp thở khác cũng đã được vang ra Tâm ngước mắt nhìn về hướng cái cây đó Những sợi dây leo bây giờ quấn quanh Cong lại mà kéo thẳng ra Tâm có hoa mắt và tưởng tượng hay không vậy? Không Tâm không tưởng tượng mà đây thực sự là những nhánh cây đó Đang dương ra như sẵn sàng quấn lấy tâm vậy Nó nghe tiếng oanh kêu càng lúc càng xa dần Tâm, nhanh lên Tâm không có trả lời nó như đang bị thôi miên vậy còn một chút nữa thôi tâm tâm thằng cu tâm chỉ nghe được hai tiếng gọi của chị mình trước khi mấy sợi dây leo kia chúng như những con rắn tiến tới chỗ của cậu hai sợi dây leo thình lình quấn quanh người của tâm tâm thì hốt hoảng la lên cả thân người như đã bị tê liệt chuyện gì xảy ra như thế này thả tôi ra thả tôi ra tâm vừa hét vừa cầm chiếc áo ở trên tay này tay kia thì giữ chặt hai nhánh cây đang từ từ quấn lại tâm muốn gọi chị oanh của mình nhưng lại không có một âm thanh nào có thể thoát ra được cổ họng của nó nó vùng thật mạnh lao về phía trước nhưng không có thoát được mặc dù các nhánh dây kia không siết chặt cũng không có ý làm cho nó nghẹt thở nhưng cũng không thả tâm ra thằng bé giáng sức kêu cứu, cứu lần nữa và dùng toàn lực để vùng ra nhưng vô hiệu tâm nằm phịch xuống dưới lăn tròn dưới đất Hy vọng có thể thoát ra xa được, nhưng hai sợi dây kia thì đã trì kéo nó thật mạnh. Tiếng thở phì phò tiếp tục vang lên. thình lình Tâm thấy anh đang đứng kế bên nó, nó không hề nghe tiếng chân của anh đi xuống lầu và nó cũng không có thấy anh bước vào phòng này bao giờ. Anh kêu lên: "Tâm, em bị làm sao vậy?" Lúc này thì thằng Tâm như giật mình thoát ra được khỏi cơn mê, không hề có sợi dây leo nào đang quấn lấy nó cả. Đi thôi, nhanh lên! Oanh một tay cầm áo lên, tay còn lại thì kéo thằng Tâm ra khỏi phòng. Cả hai cùng chạy về hướng thang lầu. Nhưng cả hai đã khựng lại như trời trồng ở chân cầu thang. Từ trên đầu cầu thang, ba chúng nó đang chố mắt nhìn với một vẻ dữ tợn khủng khiếp. Hai nắm tay thì đang siết chặt lại và với gương mặt đầy giận dữ. Oanh lo sợ lên tiếng trước. Ờ dạ, thưa th 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 bà em nó quên cái áo ạ ông khanh nhìn chúng không có chớp mắt ánh mắt lạnh lùng mà khủng khiếp ông không có nói gì cả oanh hỏi thêm chúng con không có cố ý cánh cánh cửa cánh cửa không có khóa ạ. cô bé run run giải thích hai đứa ngước lên nhìn ông khanh chờ đợi ông cảm thông mong ông thả lòng hai nắm tay gương mặt bớt đi cái vẻ dữ dằn và nói chuyện với chúng nó như người ba nói với những đứa con nhưng ông thì vẫn nhìn chúng với một ánh mắt thật là khủng khiếp. Tuy chỉ trong có một giây lát, nhưng đối với chị em của anh, quả thực là nó rất lâu. Cuối cùng thì ông cũng đã lên tiếng. Các con không sao chứ. Cả hai cùng lắc đầu quẩy quậy, đồng thanh trả lời ba. Dạ, tụi con không sao ạ. Ông Khanh lạnh lùng nói. Các con đã khiến ba thất vọng vô cùng. Con, con xin lỗi ba. Oanh nói. Chúng con biết, chúng con không nên làm như vậy ạ. À? Tâm cố tự bảo chữa. Chúng con không đụng tới cái gì cả, thật đó thưa ba. Ông Khanh lại lặp lại. Bà quá thất vọng về các con. Quá thất vọng. Rồi ông ra hiệu cho hai đứa đi lên và ông quay lưng bỏ đi. Tâm thì thầm với Oanh khi cả hai chị em bước lên thang lầu. Em tưởng ba sẽ la hét chúng mình dữ lắm chứ. Oanh cũng nói khẽ khẽ thật không giống tính ba chút nào cả hai đứa theo ba vào nhà bếp ông khanh ra dấu bảo chị em oanh ngồi ở bàn ăn và rồi ông buông người xuống ghế một chiếc ghế đối diện chúng nó ông lặng lẽ nhìn hết đứa này rồi nhìn sang đứa kia như là đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy chúng vậy đến nước này tâm muốn phá tan cái bầu không khí nặng nề ấy cô bé liền hỏi ba thưa ba cái cây ở trong phòng nó nó là gì vậy ạ à? ông khanh không trả lời oanh ông nhíu mày đưa cặp mắt khó chịu của mình lên nhìn một cái oanh không còn hiểu nổi ba của nó nữa không hiểu một chút nào cả thông thường ba rất thẳng thắn nếu có điều gì khiến ông bực dọc giận dữ thì ông đã nói thẳng ra ngay vậy mà bây giờ thì sao ba lại có vẻ rất kỳ lạ rất khép kín và rất lạnh lùng trong khi đầu óc của oanh thì dối như tơi bời với bao nhiêu những câu hỏi Ông Khanh thì ngồi dựa hẳn vào ra phía sau của chiếc ghế Như chỉ còn đứng ở trên sàn bằng hai đôi chân Ông Khanh bình thản nói với hai con Bà đã cấm hai đứa không được xuống dưới kia Bà tưởng đã nói quá rõ ràng hôm nọ rồi chứ Oanh và Tâm nhìn nhau Oanh nói Dạ thưa ba Chúng con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ à. Thấy bà cũng đã dịu lại Tâm láo táo rồi nói Bà ơi cái cây ở trong phòng của ba nó nó là cái gì thế ạ dạ con cũng muốn biết ạ oanh phụ họa theo ông khanh vừa đứng lên rồi vừa trả lời sẽ có một ngày các con sẽ được toại nguyện không lâu đâu các con đồng ý chứ và bây giờ thì ba có việc rồi nhớ đừng có quên lời của ba dặn nói rồi ông bỏ đi ra khuất dạng sau cánh cửa ở thang lầu tâm khẽ nhún vai nhìn chị đang ngồi trống cằm có vẻ tư lự dường như ba cũng không nhớ việc phải nạt chúng ta nữa nói tóm lại là ba có vẻ gì đó khác thường lắm phải chi còn mẹ thì thì tốt quá hai đứa trẻ ngồi yên ở trong phòng buông ra những tiếng thở dài thườn thượt tối ngày hôm đó oanh ăn xong thì đi lên phòng để làm bài tập từ khi thằng cu tâm nhắc tới thì cô cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Nhưng rồi sau đó, oanh đã vội gạt hết đống suy nghĩ ấy, rồi lôi tập vở ra, nằm sấp ở trên giường chuẩn bị học bài. Oanh cố gắng tự nhủ. Ít ra thì hai chị em mình cũng không bị ba phạt. Và lần này ba không có la hét dữ tợn khiến cho tụi mình sợ hãi. Thêm vào đó, ba lại hứa sẽ giải thích về cái cây ở trong phòng cho chúng ta nữa mà. Nghĩ như thế nên oanh cũng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều hôm sau khi tan trường như đã hẹn trước oanh và tâm đến nhà của kim làm bài tập toán vừa mới bấm chuông cửa thì kim đã liền chạy ra đón hai chị em ngay oanh định đi một mình nhưng ông khanh thì đã đi ra ngoài mất rồi và không còn ai hết nên cô bé đã đành dắt theo thằng tâm vô nhanh nhanh lên tao nói cái này này kim vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu khuôn mặt của cô thì lộ rõ ra cái vẻ hớt hải thấy làm lạ lắm nhưng oanh không có vội hỏi mà kéo thằng Cụ Tâm bước vào trong theo mình. Vô đến nơi, Kim ngồi thụp xuống giường rồi thì thầm: "Ê, tao nói cái này này, tụi bay, tụi bay phải tin tao nhá. "Có chuyện gì thế?" Oanh nhíu mày. Kim không nói vội, cô bé như sực nhớ ra một điều gì đó, liền vội đứng lên rồi chạy ù tới mấy cái tấm cửa sổ. Kim kéo hết toàn bộ mấy tấm rèm lại, khỏi phải nói, hai chị em của oanh khó hiểu lắm cái hành động của kim bây giờ nó giống như đang tránh né thứ gì đó ở bên ngoài vậy xong xuôi căn phòng lúc này chìm trong bóng tối mờ mờ tách một tiếng kim đưa tay lên bật đèn ánh sáng chan hòa khắp cả căn phòng rồi xong chưa giờ mày có thể kể cho tao nghe là có chuyện gì được hay không nào kim ngồi lại xuống giường kéo tấm chăn chùm lên trên người rồi thều tào nói tao tao thấy ma C cái gì Nghe câu nói của Quim, Oanh cũng đã thốt lên, còn thằng Tâm thì ngơ ngác lắm. Nhưng không để bạn mình đợi lâu, Kim đã bắt đầu kể. Hôm qua, sau khi từ nhà mày trở về, tao bị trúng gió hay sao vậy? Cả người mệt mỏi, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ, chúng mày biết tao đã mơ thấy cái gì không? Thấy gì? Nhanh lên, kể đi. Oanh thì nhanh nhở. Tao, tao thấy cái cây ở trong phòng của ba mày ấy. Cái cây đó biết thở ấy, nhưng nó không giống như hôm qua nữa cái cây nó trồi lên khỏi cái chậu rồi ngã ra đất tao tao thấy ở dưới rễ của nó là một cái đầu người chỉ thấy tới đó thì thì tao đã giật mình tỉnh dậy rồi nghe kim kể như vậy tất nhiên là oanh không thể tin được rồi cô phì cười rồi nói ôi giời ơi mày mày cũng hay quá vậy bịa ra cái chuyện như thế mà cũng kể ra được ôi sợ mệt người không tao không bịa tao nói thật đó tới giờ tao kể lại mà còn run đây này Kim vừa kể vừa chỉ lên tay của mình và đúng là ở trên tay của cô da gà đang nổi lên bẩn bật. Này, mày, mày, anh thì ấp úng. Nhưng khác với chị mình, thằng Tâm thì lại tin lời của Kim bởi vì chính ngày đêm hôm qua chính nó cũng đã mơ thấy cái giấc mơ y hệt như cô. Thằng bé lúc này thì đã lên tiếng. Có phải cái đầu đó toàn là máu? Có tóc dài nữa không hả à, chị? Đúng, đúng rồi đấy. Đúng là nó. Ghê lắm. Oanh thì trố mắt nhìn cậu em của mình. "Tâm, em nói gì đó? Hai người, hai người hùa nhau dọa tôi có phải không?" "Không, em nói thật đấy. Nhưng em chỉ nghĩ là mơ bình thường cho nên không có nói cho chị nghe. Giờ đây chị Kim kể thì em mới dám nói lại." "Trời ơi." Oanh thốt lên kinh hãi. "Cái đầu mà hai người thấy, nó nó là của ai vậy?" "Không biết." Tâm lắc đầu. "Tao cũng không biết và cũng không quen người ấy, hơn nữa có quen." chắc cũng không có nhận ra được, gương mặt đó đã phân hủy cả rồi. Oanh không có nói gì nữa, hai người kia cũng vậy, cả ba ngồi xuống giường rồi im lặng nhìn thẳng vào cái bức tường trống ở trước mặt. Một lát sau Kim nói, "Hai đứa, ba của tụi bay có nói đó là cái gì không?" "Không," những bà tao sẽ nói ở một lúc nào đó. Oanh thở dài rồi trả lời. Đống bài tập toán bây giờ cũng đã không có tâm trạng để làm nữa rồi bỗng có tiếng gõ cửa đột nhiên tiếng gõ cửa làm cho cả ba đứa trẻ giật bắn mình kim làm gì trong đó thế hả con một giọng nói vang lên kim thở phào cô bé nhận ra đó chính là giọng nói của mẹ mình dạ con ra đây ạ cô bước xuống giường đưa tay ra mở cửa bên ngoài một người phụ nữ bước vào trên tay là một khay bánh quy cùng với nước ngọt con bé này có bạn tới mà sao không nói cho mẹ biết vậy hả mẹ mang bánh với nước ngọt cho con đây này ăn đi nào vô tới nơi bà đưa mắt nhìn chị em oanh ờ hờ chào hai đứa dạ tụi con chào cô ạ à. ờ hờ con bé này tên gì nhỉ trông xinh xắn quá à ờ, dạ con con tên là oanh ạ à. bạn cùng học lớp với cả kim ạ à. còn đây là tâm em trai của con oanh nhanh nhẩu giới thiệu ờ hờ ngoan quá hai đứa ngồi đây chơi nhé cô xuống dưới bếp nấu ăn mẹ của kim toan quay lưng đi thì bà bỗng khựng lại đưa tay chỉ vào mấy cái tấm rèm trời đất gì mà kéo rèm như thế này hả kim đúng là hết nói nổi con rồi mà vừa nói bà vừa bước tới giơ tay toan kéo rèm ra mẹ ơi đừng kim đã liền ngăn lại rồi cô đưa mắt nhìn hai chị em của oanh lúc này thì có vẻ không còn cách nào khác cho nên cô bé đã đành kể lại hết mọi chuyện cho mẹ của mình nghe những tưởng đâu sau khi nghe xong thì bà ấy không tin. Nhưng không, gương mặt của bà đột nhiên tối sầm lại. Vẻ nghiêm trọng đã hiện rõ ràng lên. Bà liền ngồi xuống kế bên hai chị em của oanh rồi nói. Chuyện mà con bé Kim nhà cô kể. Có thật không hả à, con? Oanh gật đầu xác nhận. Lúc này thì gương mặt của bà ấy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều nữa. Bà thốt lên. Trời ơi! Chuyện này... Chuyện này nếu quả đúng là thật. Thì nguy rồi. Nguy rồi Ủa sao lại nguy thế hả mẹ Kim thắc mắc Cái cây mà mấy đứa vừa kể đó Nó Nó hình như là cây ngải quỷ đó Ngài quỷ Oanh chưa kịp thắc mắc Thì bà mẹ của Kim cũng đã nói thêm Ngày xưa Quê gốc của cô ở An Giang đó Ở đó thì là xứ của bùa ngải Các con không biết thôi Mấy ông thầy bùa thầy Pháp tu luyện ở trên núi lâu lâu thì lại xuống để làm phép cho người ta. Một trong những phép đó chính là luyện ngải. Thực chất, ngải là một loại cây, nhưng qua quá trình niệm chú và yểm bùa vào thì nó sẽ trở thành một cây ngải quỷ. Cây ngải không có cần nước, cũng không cần ánh nắng mặt trời mà chỉ cần trứng gà sống cùng với máu của chính người luyện mà thôi. Trời ơi, ghê vậy ạ?" À? Kim đã phải thốt lên. Nếu luyện đủ thời gian để cây ngải thành hình thì sức mạnh của nó đã mang lại cho người luyện hết sức là to lớn tiên tai sức khỏe luôn luôn được dồi dào nhưng ở trên đời luôn có luật nhân quả đó chính là việc trồng ngải nó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi nếu con quỷ trong cây ngải kia thực sự đã lớn mạnh rồi thì rất dễ sinh ra trường hợp phản bùa người nuôi ngải thậm chí là sẽ chết theo những cách thê thảm nhất mẹ kim kể xong thì ai nấy cũng đã đều xanh mặt thằng tâm thì sợ hãi bám chặt lấy người của chị nó rồi nói ờ, chị chị oanh ơi chị chị oanh nếu như thế thì thì mình phải làm sao đây à chị em em, em sợ lắm oanh lắc đầu đưa tay lên trấn an em của mình không sao đâu em không có chuyện đó đâu ba của mình không phải là người mê tín em cũng biết mà thật không à chị thật thật mà không sao đâu em Tuy nói là như vậy, nhưng trong lòng của anh lúc này cũng hoang mang không kém, bởi không thể phủ nhận là trong thời gian vừa qua, ông Khanh, ba của cô thực sự cũng đã thay đổi. Hai con, nếu thực sự ba của hai đứa đang luyện ngại, thì tốt nhất hai đứa hãy tránh xa cái cây đó ra, nếu không thì hậu quả cũng khó lòng có thể khôn lường được. Ai làm thì người ấy chịu, hai đứa không nên động vào nó. Nói xong thì bà quay sang, không ngần ngại mà cấm luôn việc Kim sang nhà của Oanh chơi thêm một lần nào nữa. Kim đã sợ đến xanh mặt và cô bé thực ra cũng không cần cấm. Cô đã tự nhủ từ giờ trở đi có cho tiền nó, nó cũng không dám tới nhà của Oanh. Trở về từ nhà của Kim, Oanh như là một con người mất hồn. Thằng Tâm thì ngây thơ tin vào mấy lời an ủi của cô, nhưng còn Oanh thì đầu của cô bé bây giờ đang dối bời quá nhiều những cái câu hỏi đặt ra oanh nhớ lại những chuyện cả tháng trước khi mà ông Khanh bắt đầu cư xử lạ lẫm đối với những đứa con của mình. Căn phòng đọc sách luôn luôn đã được đóng kín, đặc biệt là mấy ngón tay của ông Khanh không không có lúc nào là không lấy băng vết thương để băng lại cả. Liệu đó có phải vì ông đã trích máu của chính bản thân của mình để tưới cho cây ngải uống hay không? Những suy nghĩ cứ dồn dập, rồi oanh cũng đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi và rối bời ấy. Ông Khanh một mình ở trong căn phòng đang đọc sách. Ông đã ngồi đây được hơn 2 tiếng đồng hồ, kể từ khi trở về nhà sau một chuyến đi dài. Nhưng lần này, ông không đi công tác hay là gặp khách hàng nữa, mà ông đã về quê. Ông cũng không ghé vào nhà của mình, mà đi thẳng một mạch tới cái thiền am, nơi mà cách đây đã một thời gian mẹ ông đã dẫn ông tới. Cái nơi cũng đã thay đổi cuộc sống của chính ông. Tiếp đón ông vẫn là ông thầy bói lần trước sau màn chào hỏi ông khanh đã phủ phục xuống dưới đất rồi thều thào thầy thầy ơi có thể nào bỏ cái phép này đi được không ạ ông thầy bói chừng mắt nhìn ông rồi gằn giọng cái gì anh nói cái gì vậy anh nghĩ đây là trò đùa chắc không tôi phải nói cho anh rõ chuyện này không thể nào mà ngừng lại được đâu đâm lao thì là phải theo lao thôi anh ngừng thì chỉ có con đường là diệt thân tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cách kết lúc đó còn thê thảm hơn rất nhiều. Ông Khanh ngồi thử người ra, bất động như một pho tượng. Lát sau ông ấp úng. Vậy, vậy con, con phải làm sao hả à, thầy? Anh không cần làm gì hết. Hãy để cho cây ngải làm chuyện của nó đi. Nói xong thì ông đứng dậy bỏ đi một mạch vào bên trong. Ông Khanh tiếp tục ngồi bất động ở đó cho đến chiều tối mới lặng lẽ rời đi. Về đến nhà, hai đứa con của ông đã lên giường ngủ hết cả rồi. Ông Khanh bước vào phòng đọc sách, ngả lưng lên trên ghế tựa rồi nhìn chăm chăm vào cái cây ngải kia. Sự nghiệp của ông, công ty của ông đã được một cái cây cứu giúp ư. Quả thực là chuyện nực cười mà. <cười> Nhưng đúng, đúng, cái cây ngải quỳ quái kia đã giúp ông như vậy. Ông đã lại nhớ đến hai đứa con bé bỏng của mình, thậm chí đã điên cuồng quát tháo chúng Ông thậm chí đã điên cuồng quát tháo chúng khi đến gần căn phòng này, cho dù ông biết đây là một việc không nên với tâm hồn của một đứa trẻ, nhưng ông không có còn cách nào khác nữa cả, bởi ông thầy bói kia khi đưa cái mầm cây nhỏ cho ông cũng đã căn dặn rằng, nếu người ngoài thấy hay chạm vào trong cây ngải thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của nó, và ông không thể nào cãi lại được cái quy luật đấy. Nhưng làm sao? Làm sao ông có thể đứng yên trơ mắt nhìn hai đứa con của mình? nó đã xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Mình, mình điên mất thôi. Ông Khanh nhắm mắt, ngửa cổ ra rồi thều thào trong miệng của mình những câu vô nghĩa. Ba giờ sáng, ông Khanh sau khi hút hết gói thuốc lá đầy thì cũng đã đứng dậy bước về phòng ngủ của mình. Lên đến tầng 2, ông không rẽ về hướng của mình mà vội vàng mở cánh cửa nhỏ trước mặt mình ra. Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên. Ông Khanh nhìn thấy, trong cái ánh sáng của ngọn đèn ngủ, hai chị em của oanh đang gáy o o oanh nằm dưới bên dưới còn thằng tâm thì nằm ở tầng trên cả hai chắc chẳng hay được sự xuất hiện của ba chúng nó đâu ông cứ đứng nhìn hai đứa con của mình thêm một lúc nữa rồi mới quay trở về phòng đã ba ngày trôi qua từ cái đêm ấy ông khanh không lên công ty mà cứ quanh quẩn ở nhà căn phòng đọc sách cũng đã được khóa kín mít tất cả thời gian của mình ông đã dành hết cho hai chị em của oanh từ việc đi ăn uống, đi dạo công viên hay đi chơi trong các khu vui chơi. Khỏi phải nói, hai chị em của anh đã vui như thế nào. Thằng Tâm thì cười khúc khích, ra vẻ vui mừng lắm. Nhưng nếu để ý kỹ, thì ông Khanh cũng không vui được. Gương mặt của ông ấy sượng xuống như là mất hết sức sống vậy. Cũng dễ hiểu mà thôi. Bởi qua lời của ông thầy bói kia, thì trong vòng ba ngày, con quỷ ngài sẽ trừng phạt kẻ đã chạm vào nó mấy ngày qua, ông đã dùng hết thời gian để bên các con của mình. Một phần ông muốn bù đắp lại những sự lạnh nhạt trong thời gian gần đây. Và cái lý do chính, đó là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì ông cũng có thể bảo vệ con của mình. Ba cha con trở về nhà thì kim đồng hồ cũng đã chỉ hơn 9 giờ tối, thằng Tâm mệt nên đã ngủ gục từ lúc ở trên xe. Ông Khanh một tay bế nó, tay còn lại thì đưa lên đóng cửa. Còn bé Oanh thì đã ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng xoa xoa tay của mình. Trời hôm nay bắt đầu lạnh rồi đó bà ạ. Ông Khanh không trả lời mà chỉ ậm ừ. Oanh thì tiếp tục nói. Bà ơi, sau này bà cứ như vậy nhé. Trời, con với em đi chơi thật nhiều, thật nhiều vào. Thằng Tâm nó vui lắm đấy bà Ông Khanh bấy giờ như muốn òa khóc lên. Nhưng không thể nào bộc lộ nó ra trong lúc này được. Ông gật gù, ấm thằng bé Tâm lên trên tay rồi chạy lên trên phòng ngủ. Đêm nay sẽ là một đêm quan trọng. Ông Khanh bước xuống tầng dưới, mở tủ lấy một con dao trong bếp, rồi đi thẳng vào phòng đọc sách. Cái cây vẫn còn đang ở trong phòng xanh mơn mờn như thể chọc tức ông vậy. Thực tâm, ông muốn được chấm dứt hết tất cả cái sự giúp đỡ này. Ông không cần tiền tài gì nữa. Ông Khanh bước tới gần đó, đưa con dao lên rồi cắt vào tay của mình. Một vết cứa, một dòng máu đỏ tươi từ tay của ông cũng đã chảy xuống thấm đẫm lên ngọn cây thế và rồi cái tiếng thở phì phò từ cái cây vang lên những giọt máu mà ông đã tưới lên được cái gốc đó nó đang hấp thụ hết nói để cho dễ hiểu nó đang uống máu của chính ông và đêm nay ông đã cố tình trích thật nhiều máu hơn thường lệ bởi ông nghĩ nếu như nó no nê mùi máu tanh tưởi ấy rồi thì nó sẽ không làm hại tới con của ông nữa máu cứ thế cũng đã chảy ra cho tới khi ông khanh cảm thấy đầu óc của mình choáng váng quay cuồng chắc là đủ rồi đủ rồi ông đã thều thào sau đó lấy băng để băng vết thương trên tay mình lại xong xuôi ông đã trở lại ghế ngả lưng ra cơn choáng vì mất máu cũng đã lại ập tới và rồi ông thiếp đi lúc nào mà không hay ba ba ơi ba tiếng kêu to kèm theo những tiếng gõ cửa làm cho ông khanh tỉnh dậy. ông nhíu mày nhìn lên trên đồng hồ mười giờ sáng. mình ngủ lâu đến như vậy ư? Ừ. ba ơi, ba! tiếng kêu ngoài cửa cũng đã lần nữa vang lên và lúc này ông khanh nhận ra đó chính là tiếng kêu của thằng cu tâm. sực nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, ông hoảng hốt bật dậy rồi chạy ào ra cửa. khi cánh cửa vừa được hé mở đập vào mắt của ông là thằng cu tâm nó đang đứng trước mặt đưa cặp mắt trong veo nhìn ba con con ơi ông khanh vội vàng ôm chầm lấy con trai ba đây ba đây con con có làm sao không hả con ờ sao là sao hả ba con con đói bụng quá ba nấu gì cho con ăn đi ạ à? ông khanh nhưng nghẹt mặt ra bởi cái câu nói hết sức bất ngờ của thằng cu tâm bởi ông sẽ nghĩ có thể nó sẽ nói là nó đau ở đâu cho ông nghe nhưng không chuyện gì đang xảy ra vậy ông khanh lại nghĩ đến con bé oanh oanh con đâu hả à oanh oanh Chị hai đi học rồi mà ba. Sáng nay chị kêu ba chờ nhưng mà thấy ba còn ngủ nên chị đã đón xe buýt đi rồi ạ. Nghe xong, ông Khanh đổ vật ra sau, ngửa cổ lên trời rồi thạc thốt. Trời ơi! Thoát rồi! Thoát rồi! Thằng cu tâm nhíu mày nhìn ba nó một cách khó hiểu. Ông Khanh thì vui mừng lắm, bởi ông cho rằng số máu của mình vào đêm ngày hôm qua cũng đã phần nào có tác dụng. Và cây ngải kia đã no nê rồi, cho nên nó không làm hại con ông nữa. Vậy thì điều ông cần làm là rất đơn giản, ông chỉ cần đêm nào cũng cho nó ăn máu nhiều thì như vậy đã là xong. Nghĩ bụng, ông liền chạy ra chợ, mua khá nhiều đồ ăn giúp cho việc tái tạo máu diễn ra nhanh hơn và để hồi sức. Ông cần phải bổ sung chất vào cơ thể của mình để còn cứu con của ông. Chiều hôm ấy, con bé Oanh đi về thì cơm nước cũng đã được dọn sẵn ở trên bàn thằng tâm thì trông thấy chị của nó thì ùa chạy tới ôm chầm lấy rồi reo lên a à, chị hai về chị hai về rồi oanh gật gù đưa tay xoa đầu của em trai rồi nói ủa tâm ngoan ba đâu rồi em thằng tâm chỉ vào trong bếp ba đang hâm lại đồ ăn chị lên bỏ đồ đạc đi rồi đi xuống ăn cơm ờ ờ ờ chị biết rồi xong xuôi ba cha con ông khanh ngồi ở trên bàn ăn cùng nhau hôm nay ông trông hoàn toàn tươi tỉnh hơn ông gấp đồ ăn bỏ lia lịa vào trong chén của hai đứa con rồi hỏi về mọi thứ ở trên trường lớp của chúng ông hỏi tới đâu thì cả hai chị em oanh chố mắt đến đó bởi trong một khoảng thời gian dài vừa qua có bao giờ ông ân cần đến như vậy đâu thế nên giờ đây chúng không quen thì cũng không có gì là lấy làm lạ bỗng tiếng chuông điện thoại cũng đã reo lên để con nghe thằng tâm nhanh nhẩu toan chạy đi nhưng ông khanh đã cản nó lại ngay thôi cứ ngồi ăn đi để đó ba nghe cho nào nói rồi ông kéo ghế đứng dậy bước tới chỗ cái điện thoại bàn vẫn đang kêu từng hồi liên tục alo ai đó ạ à? à là cô giáo chủ nhiệm của bé oanh hả dạ vâng vâng tôi chào cô vậy có chuyện gì thế hả cô sao có chuyện như vậy à rồi vâng vâng để tôi báo cho con bé biết ạ à. ông khanh dập máy xuống bước tới bàn ăn rồi nói oanh lớp của con có bạn nào tên là kim hay không ờ dạ có ạ oanh vừa nhai miếng thịt chiên vừa gật đầu xác nhận ờ bạn ấy vừa mất rồi đấy ông khanh vừa dứt câu thì cái chén ở trên tay của oanh cũng đã rơi xuống đất vỡ toang bà bà nói gì thế ạ à? ờ cô giáo chủ nhiệm con vừa mới gọi tới ấy mà cô ấy báo là con bé kim đã gặp tai nạn nó nó vừa mất rồi Trời ơi sao sao lại thế được à Oanh thốt lên đầy vẻ kinh hãi Ngay lập tức Cả ba cha con cùng đã chạy tới nhà của Kim Chiếc xe hơi của ông Khanh Cũng đã phải ngừng từ xa Vì số xe dựng đông nghịt ở cả hai bên đường Vô tới nơi Oanh đã trông thấy Ở giữa gian nhà Một cái quan tài được đặt ở đó Phía trước là một ban thờ đang nghi ngút khói Chưa hết quanh như buồn rùn cả chân tay khi trông thấy cái gì ảnh ở trên bàn thờ. Tấm hình thẻ của Kim, tấm hình mà mấy hôm trước đây, Kim còn đem khoe với cô và khen tấm tắc chỗ chụp này. Theo như người nhà đã kể lại thì Kim đã ngã từ trên tầng 3 xuống. Không ai biết vì sao con bé lại leo ra ngoài ban công hết. Chỉ biết là sự việc đau lòng này diễn ra trong khuôn viên của chính căn nhà của Kim. Ba mẹ cô, ắt hẳn sẽ khó có thể vượt qua được cái cú sốc này. Trở về từ tang lễ, oanh mệt mỏi nằm lên trên giường đi ngủ trước. Thằng cu tâm thì ngồi xem tivi và chơi xếp hình trong phòng khách. Còn ông Khanh, ông lại đi cho cây ăn rồi. Ông thầm nhủ, nếu đêm nay mà bình yên nữa, thì từ mai mình sẽ đi làm trở lại. Công việc ở trên công ty chắc ứ động cũng đã khá khá rồi. Và quả đúng như hy vọng của ông Khanh, sáng ngày hôm sau, thằng cu tâm vẫn cứ tươi tỉnh vui vẻ như thường ngày. Còn bé oanh thì có phần hơi mỏi người một chút nhưng cả hai cũng đã an toàn. Ông Khanh thích thú lắm. Ông đưa hai con đi học xong thì chạy thẳng tới công ty. Cuối cùng ông cũng đã tìm ra cách để dung hòa cái câu chuyện khó xử này rồi. Oanh lên trường. Từ tối qua đến giờ, tâm trạng của cô bé nặng trĩu như đeo một cái xiềng xích ở trên người vậy. Giờ đây, khi đứng ở trong lớp học, ngồi ngay ở cái chỗ mà khi còn sống, Kim đã ngồi ở đó trước cô. Cái bàn trống hoác cũng phải thôi bởi chủ nhân của chỗ ngồi này đã trở thành một người thiên cổ oanh lắc đầu ngán ngập còn hơn ba phút nữa mới bắt đầu học cho nên cô bé đã lại gục xuống dưới bàn rồi ngủ tiếp đi oanh oanh ơi dậy đi một tiếng kêu làm cho anh bừng tỉnh cô bé ngước lên phía trước mặt của mình khi ánh mắt vừa chạm tới nơi thì oanh đã hét toáng lên bởi người vừa cất tiếng gọi cô không ai khác chính là kim gương mặt của cô bé đúng là kinh hãi cái gương mặt xanh lè, hai cặp mắt trắng rã không có còn tròng đen. Chưa hết, trên đầu của Kim, ngay chỗ vết thương, một dòng máu chảy dòng dòng xuống rồi đã phụt thẳng vào mặt của Oanh. Oanh điên cuồng la hét rồi bật tỉnh dậy. Cái, cái gì thế này? Kim đã biến mất, cả lớp thì hướng những cặp mắt hết sức khó hiểu về phía của Oanh. Sao? Sao lại dọa mình như vậy chứ? Mình, mình vừa mơ ư? Oanh đã tự chấn an bản thân Nhưng không Nếu là giấc mơ thì cũng không phải Bởi giấc mơ này nó thật quá Thật tới mức mà Oanh không thể nào ngưng nhớ về Cái gương mặt gớm ghiếc Kinh dị của Kim Oanh sợ tới nỗi Chạy ngay xuống dưới bàn rồi cúi xuống mà ngồi Ánh mắt lâu lâu lại lia về phía Cái bàn của Kim Để đề phòng sẽ phải chạy ngay đi Nếu cô xuất hiện thêm một lần nào nữa Suốt cả buổi học Oanh không thể tập trung nổi Cặp mắt thì cứ lờ đờ như có thể để được ngủ Thì cô sẽ không từ chối vậy Oanh đưa mắt đảo một vòng xung quanh mình Kể từ khi mà Oanh hét lên kia Thì đám bạn chung lớp cô xem Oanh như là một con lập dị vậy Đến chưa tan học Oanh bắt xe buýt về vì ông Khanh không đón Về tới nơi Cô nằm ngửa ra trên bộ ghế sofa Tâm ơi Tâm Nghe tiếng của chị mình gọi Tâm từ trên phòng chạy ào ào xuống Đưa cặp mắt ngơ ngác lên nhìn cô chị ba đâu rồi em ba đi làm rồi chị tối ba mới về mà oanh không có hỏi thêm gì nữa cô nằm hẳn ra ghế rồi từ từ ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không hay và những gì đã diễn ra bên trong cái giấc ngủ này nó làm cho cô ước rằng mình chưa từng nằm ngủ bởi trong mơ oanh trông thấy kim cô bé đã hiện ra với cái ngoại hình gớm ghiếc của mình và không chỉ có như vậy tay chân của cô như đã bị bè quạt lại ngược ra phía đằng sau cái dáng bộ lê lếch ấy càng lúc càng tiến tới gần chỗ của oanh hơn kim cười cô cười ra những tiếng hết sức đáng sợ tiếng kêu còn ghê rợn hơn những cái bộ phim kinh dị mà oanh đã từng xem qua oanh ù té chạy nhưng chạy nhanh chạy chậm như thế nào cô cũng thấy kim vẫn còn đang lù lù ở sau lưng của mình đừng 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 có lại đây đừng có lại đây quá sợ hãi oanh đã gào lên rồi đã bừng tỉnh lại là mơ ư? Cô nhận ra mình đang ở trong căn phòng khách quen thuộc. Trời lúc này cũng đã tối sầm đi từ lúc nào. Tiếng cười nói của thằng cu tâm đang chơi ở trước, làm cho anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Oanh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, 6 giờ kém. Giờ này ba đã về rồi chứ nhỉ? Nghĩ vậy, anh liền lấy điện thoại gọi cho ông Khanh. Và rồi ông báo rằng mình phải ở lại để dự một buổi tiệc với đối tác. Cúp máy xuống, Oanh mệt mỏi bước ra ngoài nhà. Thằng cu tâm thì vẫn còn đang say mê với những trò chơi của mình. Oanh kéo thằng tâm vào trong nhà rửa giấy tay chân. Hai chị em gọi đồ ăn về rồi cùng nhau ăn. Đêm nay, một đêm buồn tẻ, cộng với việc cơ thể vẫn còn mệt mỏi thì anh tiếp tục nằm ngủ ly bì trên giường. Tuy không muốn ngủ vào lúc này do dư âm từ cái sự xuất hiện của Kim, nhưng không thể nào cưỡng lại được. Oanh cũng đã từ từ nhắm tít mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ. Một, hai, ba, dô, uống đi. Tiếng hò hét, chúc tụng trong bữa tiệc đã vang lên huyền náo. Ông Khanh với gương mặt dạng ngời, tươi cười cùng với các đối tác của mình. Sở dĩ ông yên tâm như vậy là vì lúc chiều ông có ghé về để cho cái cây ngải uống máu của mình rồi. Vậy thì đêm nay coi như là nhiệm vụ cũng đã xong, không còn phải lo lắng việc gì nữa. Từng ly bia cứ thế được vơi đi rồi lại đã được đẩy tiếng chuông điện thoại đã vang lên làm cho ông khanh giật mình ủa con bé oanh gọi gì nữa vậy chứ ông khanh đưa tay nhấc máy alo ba ơi ba một giọng nói hớt hải vang lên ông khanh nhíu mày nhận ra à giọng của oanh đây mà ờ ba đây sao đó hả con gái ba về chưa trời đất chẳng phải lúc nãy ba đã nói rồi là tối nay ba bận rồi hay sao hai chị em cứ đi ngủ trước đi nhá. lát nữa ba sẽ về Bà ơi Con Con sợ Thằng Thằng Tâm đó nó, nó Ông Khanh thì nhíu mày Sao nào Thằng Tâm bị làm sao Con Con không biết Tự nhiên nó đang ngủ thì bật dậy Cười nói một mình làm nhảm Còn nói là cây ngải sẽ chừng trị nó gì đó Bà Bà ơi Con Con sợ quá Nghe đến đây Thì ông Khanh như tá hỏa Chuyện gì vậy Tại sao Tại sao nào Chẳng phải mình đã cho nó uống máu rồi ư? Bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc re ré. Ông Khanh đã lập tức nói to. Đợi, đợi ba, ba chạy về ngay đây. Nói xong thì ông cúp máy, rồi vội vàng chạy ngay về. Ông Khanh không biết mình phóng đi với tốc độ bao nhiêu nữa. Ông về tới nhà thậm chí còn không thèm khóa xe. Cứ thế mà xăm xăm chạy vào bên trong. Anh, anh ơi! Nghe tiếng gọi của ba, con bé oanh mừng rỡ trả lời. Ba ơi, trên này, trên này ạ. À? Ông Khanh chạy lên, ông trông thấy oanh đang đứng ở bên ngoài đưa tay vặn vặn cái nắm đấm của cửa như cố gắng mở nó ra vậy ba ơi thằng tâm thằng tâm nó nhốt mình ở bên ngoài rồi để ba con đứng lùi ra đi ông khanh lao tới đạp ầm ầm vào cánh cửa nhưng quả thật là kỳ lạ cánh cửa như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động vào nó không hề lay chuyển ông khanh sực nhớ ra một điều gì đó ông lật đật chạy xuống nhà dưới chạy vào bên trong phòng đọc sách Ông để cho con dao ở trên tay làm việc của nó. Máu bắt đầu túa ra. Những đường cứa vào trong mạch máu của ông đã bật ra những tia máu đỏ tươi. Nhưng thật lạ, cái cây ngải không hấp thụ máu của ông nữa. Máu cứ đong đầy ở trên cây. cái cây... Cái gì vậy? Ông Khanh thốt lên đầy kinh hãi. Một tiếng hét lớn cũng đã vang lên ở trên lầu. Ông Khanh như một kẻ mất hồn vậy. Ông cầm con dao ở trên tay, rồi thì thầm nói. Mày mày không được hại tới con của tao 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 sẽ sống chết với mày vừa nói ông khanh vừa vung con dao vào trong thân cây kia lần này thì cái cây đã bị chặt tơi tà chưa ngừng lại ở đó ông còn dẫm đạp nghiền nát từng chiếc lá một làm tới đâu thì có một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ba ba ơi thằng tâm nó mở cửa rồi nó nó không làm sao ạ à? con bé oanh đã đứng ngay trước cửa phòng rồi gọi với vào bên trong nhưng người đứng trước mặt của nó bây giờ có lẽ không còn là ông khanh nữa mà nó dường như chỉ là một cái xác không hồn mà thôi ông khanh từ từ cúi xuống gom lấy đống cây lên bỏ vào trong một cái túi rồi bước thẳng ra bên ngoài đó cũng chính là lần cuối cùng mà con bé oanh trông thấy người bố của nó người bố tội nghiệp đã lầm đường lạc lối không biết ông có còn sống hay đã chết nhưng bà nội của nó lâu lâu thì vẫn bày ra một mâm cơm cúng rồi rưng rưng nước mắt với những lời cầu khẩn, lời cầu khấn từ trong tâm can.